người đàn ông biến thái và kinh tởm nhất mình từng gặp. Hai mọi người, mình có một cô bạn, bọn mình học cùng cấp 3. Lên đại học thì có ở cùng nhau một thời gian. Mình tạm gọi bạn ý là N nhá. Nhan sắc của N thì không phải là loại quá xuất sắc, nhưng được cái là trông rất dễ thương. Body kiểu điện nước đầy đủ, hơi mũm mĩm. N quen rất là nhiều bạn trai, nhưng mà trộm vía, anh nào anh nấy đều là đại gia. Mà có khi cái N nó được bao nuôi nhá. Hơi xấu tính, nhưng mình thắc mắc chuyện này ở trong lòng mãi. Kiểu không biết do tốt số hay sao, mà N nó lại có được nhiều cơ hội tốt đến như vậy. N học xong đại học trước mình. Học xong thì N lên Sài Gòn ở với người yêu. Cũng không thấy cái N nó đi làm cái gì hết, nhưng mà cuộc sống thì rất là sung túc. Bẵng đi một thời gian thì cái N nó có nhắn tin cho mình, ngỏ ý muốn giới thiệu người yêu đẹp trai giàu có cho mình. Nghe đẹp trai giàu có thì ai mà không ham, thì mình cũng ham, nên mình có xác nhận kết bạn với anh kia luôn. Mình tạm gọi anh kia là anh B nhá. Mới đầu thì anh B nhắn tin làm quen như các người con trai khác thôi, hỏi mấy cái câu xã giao như là mình ở nhà hay là ở trọ, nhà thì có anh em gì không. Mình thì hỏi gì đáp nấy, bảo có một em trai. Nói chung thì mọi chuyện cũng bình thường, cho đến khi anh B bắt đầu hỏi mình ở nhà thân với ba hay là em trai hơn. Mình thì cũng chả nghĩ nhiều nên có sao nói vậy, mới bảo là mình thân với em trai hơn. Lúc này anh B mới bảo của anh ý rất là mặn, và bởi vì mặn như vậy nên là mãi anh B chưa tìm được người đúng gu. Anh B còn bảo là nếu mà tìm được ai đúng gu thì anh ấy sẽ cưới về làm vợ luôn. Nhưng mà mọi người biết gu của ổng như nào không? Nghe xong thì mình không thấy mặn mà mình thấy kinh tởm luôn ấy, bởi vì nó quá biến thái. Ông ấy bảo là mình với ba của mình hoặc là em trai của mình rồi gọi điện cho ông ấy nghe. Nếu mình với em trai mình thì ông ấy sẽ cho mình một cái ô tô, còn nếu như là với ba mình thì sẽ cho mình hẳn một căn nhà. Không biết mọi người nghe xong như nào, chứ mình nghe xong thì sốc gần chết. Mình thẳng thừng từ chối luôn, nói rõ là mình không thích loạn luân và sẽ không bao giờ làm những cái hành động đáng xấu hổ đó. Ông B lúc này mới bảo với mình là do ông ấy thích cảm giác được ghen, mà ghen với người nhà của vợ hay là người yêu thì mới kích thích, kiểu mới đã mọi người. Ông ấy còn kêu là thích có người yêu lẳng lơ, đi gạ trai, ăn mặc hở hang, sexy, xong rồi đi quyến rũ đàn ông khác cho ông ấy ghen. Xong rồi ông ấy chưa dừng lại đâu mọi người, ông ấy còn hỏi mình những cái câu tế nhị hơn, như là ở nhà với ba thì mình có mặc không, xong rồi mình có bị ba mò bộ phận nhạy cảm chưa, hay mình có bị em trai hay chưa. Giữa ba với em trai thì mình thích ấy ai hơn. Ông kêu mình là ra ngoài đường mà thấy trai thì phải thật là lẳng lơ vào, phải ăn mặc thật là hở hang, xong rồi gạ gẫm mấy thằng khác, nên rồi ABC luôn càng tốt. Trời ơi, tôi kể lại chuyện mà tôi sang chấn tâm lý luôn các bác. Lúc lên giường thì phải gọi cho ổng nghe để ổng được ghét. Mình nghe đã thấy sợ vãi ra rồi nên từ chối vội, nhưng ổng không có tha cho mình, kiểu lạt mềm buộc chặt, kêu em không thích như vậy thì thôi, xong rồi lấy kinh tế ra để dụ dỗ mình. Mình đã từ chối rất nhiều lần, nhưng mà đứng trước cám dỗ của đồng tiền thì vẫn có một chút lung lay. Có những cái hôm mà đi chơi với bạn bè bình thường thôi ấy, thì mình có gọi điện cho ông B để ông B nghe lén. Mình không có lẳng lơ hay là đi gạ ai được hết, tại quá kỳ cục đó mọi người. Nhiều đó thì không đủ thỏa mãn nên ông B mới gạ mình, gửi clip sẽ của mình cho ông B xem. Xong rồi mình cũng ngu lắm, mà giống kiểu bị điên đó mọi người. Mình dù nửa tin nửa ngờ nhưng mà vẫn gửi, mà còn ngu tới mức không biết đường che mặt lại luôn. Nên giờ ông B giữ lại để đe dọa mình. Ổng kêu là một, chiều theo ý của ổng, hai là ông ấy sẽ cho mình nổi tiếng. Ông B dùng cái video đấy để ép mình quan hệ với ông anh mà ông ấy quen biết. Lúc đó thì mình cũng sợ được nổi tiếng đó mọi người, nên dĩ nhiên là phải làm theo răm rắp rồi. Rồi ông ấy còn kêu mình là phải ghi âm lại quá trình ấy để gửi cho ông ấy nghe. Má mí luôn. Mình răm rắp nghe lời luôn. Đến khách sạn và có phát sinh với cái người bạn kia của ông B, mình tạm gọi ông ý là anh C. Sau khi mà phát sinh với anh C thì lạ là mình và cả anh C đều có cảm tình với nhau mới chết chứ. Anh C biết mình bị đe dọa nên đã ngỏ lời muốn giúp mình. Anh C có phần mềm nước ngoài gì đó có thể hack vào điện thoại của ông B và xóa được những cái video của mình đi. Ông B sau khi biết chuyện thì thẹn quá hóa giận, chửi luôn cả anh C. Sau chuyện này thì mình và anh C chính thức tiến tới yêu nhau. Trộm vía là anh C cực kỳ yêu thương và chiều chuộng mình, quên chưa kể hết. Và lúc trước lão B còn kêu mình ngủ với anh C về xong rồi chiều ông B 2-3 hôm, ông ý sẽ xóa clip và cho mình 300 triệu. May là có anh C đã giúp mình, chứ mình biết thừa là ông B sẽ chắc chắn không bao giờ dễ dàng tha cho mình như thế. Ông B còn từng đề nghị mình gạ gẫm ba ruột của ông ý, thậm chí kêu lên giường với ba ruột của ông ý thì càng tốt. Nếu mình không ABC với ba em trai mình, có thể làm với cậu chú bác gì của mình cũng được. Lần đầu mình gặp loại người biến thái như thế trong đời, bản thân cũng ngu, mù mắt, hên là còn gặp được người khác giúp đỡ. Bây giờ lăn nách đã. Trời ơi, cái trời này không có lăn nách là nách chù lắm nè. Cho nhiều vào, cho nhiều vô nha. Cái này tôi dùng là không có bị dây ra áo đâu. Thỉnh thoảng là dùng lăn nách cả nó hay dây vàng ra áo, cái này không bị nha. Cái này không có mùi gì hết nha, bởi vì nó khử mùi thôi. Các cô gái sau khi mà nghe chuyện này thì sẽ tỉnh táo hơn. Mọi người không cần phải chửi em ngu, tại em biết em ngu thật. Mà qua câu chuyện này, em cũng hiểu con bạn em như thế nào. Ông B với người yêu của bạn em sẽ thân với nhau lắm mọi người.